Quay bụi chuối, nhà gỗ, anh biển. Đấy, đi chơi. Tháng riêng Ngân đi chơi. Nhà của bạn đây. Quay phim đi đó. Chưa thấy bao giờ. Bạn vào đây mời. Đây đây, vào đây. Vào đây. Đây 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 đây. Chỗ này đặt đấy à? Đặt gì? Được nè, người người đây hẹp này. quá, chỗ này hẹp quá. Ngồi đây, ngồi đây. Thì chu biển lên đấy. Ngồi vào đây. Cái này hay. Nằm Cho ở mày. giữa gì? Nằm ở. Ở trên mình. Đây. Ôi, ở à, chuối. Mới nhé. Vâng. Mời sư lưu ý nhé. Vâng. Chúc anh em là thịnh người vượng. Nhé. Em. Kể cái nhỉ. Giờ. Xin nhỉ. Đẹp nhé. Uống đi. Anh đặt năm mới nhưng mà tan ngọc ôm chứ sao. Đến đến lúc nãy lên. Vâng. Đi xem một tí là đó thử. Cho cả mắt anh. Em tan học rồi hả? Được rồi thì trưa nay em phải uống ba lon bia thì là khó ở quá, ngủ một tí. Lúc nay cặp ngồi mãi này cặp thì cháu đang ngủ quá gọi ngủ kiểu tôi làm biết rồi để không mà chịu ngồi đi nhiều mà cứ đứa cháu đang đi ra ngoài ngủ xong ăn nói chung là cái này cái này giảm lừa kiểu gì nè. Không, không có giảm cái này nó chỉ hết tham rồi nhưng mà chỉ có tăng không có giảm. Hiểu cái biết mà kiếm đang kia này. Có cái thì là không có khói, cái này là có gì có khói. Cái này kinh bác kinh bố là người chỗ ấy thì mới kia người ở một bên à. Thì các bếp của ấy thì nhiều. Anh biển này anh nhìn khác nào không nào à? Đây này, vào vào đi, vào đi, vào đi. Trưa nay còn ăn cơm no, bánh chưng no. Cơm này chưa? Đúng, cơm muộn thôi. Chắc là vớt cái thịt ra một số đi. Ăn dần.
Lấy không nhiều quá ở kia. Nhiều quá nó đầy hết toàn. Chúc sức khỏe nhé. Chúc xuân năm mới. Chúc nhiều tiền nhé. Nhiều tiền này. Anh em mình chẳng nên với nhau. Này, chúc nhiều tiền nhé. Dần để cho nó giảm cái này đi. Bà ra ngoài rồi. Bây giờ có điện nhất nhỉ? Cái này điện đấy. Điện lưới bây giờ có chứ? Lưới thì được một số hộ. Một số hộ có rồi không? Trường xóm. Cái hộ nào nó không về hết à? Có nghĩa là nó chưa làm kịp thôi là chẳng có làm nghỉ Tết thôi, thế nên là nhà tới chắc phải hai tháng ba. Bởi vì bây giờ đội này nó chưa vào đâu rồi. Than gì nè? Than nghiến. Đây này, than này này. Than này. Nào, thiết kế này thấp luôn đến bây giờ chuyến. Lấy bò hòn vào đấy luôn à? Thì điện thoại hàng nguyên bà lật. Chưa thấy bao giờ? Chưa. Lấy đâu cái này? Mua. Đâu, trước đi bên thanh trẻ ở Trung Quốc rồi. Chứ biết tàu nó ăn này hả? Nó lấy cho. Cũng kiểu là ngày xưa nó cũng chưa có điện ý. Dùng như thế. Nếu bây giờ mình sao đi rừng đi thế này. Thì như luôn này thì có măng phải không? Có măng. Ở dưới. Đây. Ngon lắm. Mời nhé. Ông ơi. Chậm này. Ngon lắm. Hiểu. Ây. Chứ phải nấp lên chứ. Măng ngọt đấy. Đó là ai ăn mê nè. Khoái lưa. Giờ chắc còn khám bảo đi nghĩa vụ nhưng mà không. Vườn xong đấy. Xong thì lạc tiếp. Đúng rồi. Nếu không là tiêu chuẩn là đủ đấy, có chỉ cần ngón tay thôi không? Để. Ngắn đi lên quay như lấy má cho má lớn mà lớn năng bụng nó khỏe lắm đó. Cho bạn xem cái nồi lầu rồi khi mà luôn á. Nồi lầu bằng quý đang cái này cần gì điện nào, cái này thế này mới tiết kiệm năng lượng này nào. Xong thì nó nóng bằng củi nữa nó như nè. Sôi đều này chứ này. Thế trứng thịt. Được. Quá được cái gì. Cái này đi picnic là lấy đi theo nó. Hay là hôm nào đi suối đi. Alo, Đức mượn này nó. Cái nồi này thì cần gì cái nồi canh nữa nó. Hay đây. Hết canh bắt đầu bù. Không cần vung viếc nữa. Xuống rồi hết rồi. Bạn ơi. Năm mới. Mời bạn đi. Nhá, sức khỏe nhá. Sức khỏe nhá. Người điều tốt đẹp nhá. Nào hôm trước kêu buồn kêu chán kiểu gì định lên ở đây nhưng mà. Để hai anh em buồn đây. Làm ba buồn rồi. Qua trước mặt rồi. Từ từ đây. Chị nghĩ nhiều quá. Không thì cũng. Cả hai đều dối nhau nhỉ? Chúng mình đều rất đẹp nhé. Đúng rồi. Cả hai đều dối. Cái này không phải dối đâu, cái này gọi là nói đùa nhé, một tí thôi. Đùa. Năm mới. Đấy biết. Đây. 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 Đây.
làm gì thành phố Nguyễn Bình mà làm gì mà có con vịt mà có ba cánh đúng rồi thì phải là nghe đó làm gì mà có con vịt mà có ba cánh đấy là cũng thực tế mà làm thực tế cũng Nguyễn Bình thì cũng không chưa có hay là không có thành phố mình ăn măng thôi măng quá nhỏ hôm nay mình cũng được một bữa măng rồi nhưng mà cái kia lúc đầu mình thấy nhỏ nhỏ nhưng mà sau này thái ra được khá nhiều nhỏ bắp khoang cái này được này cái này mình còn hơi no lắm nha đang học về chiến lược trận rồi làm chứng nhưng mà còn đây quên chúng ta mà một gói một tầm mở mới được năm bốn là 50 cân thôi năm mươi cân à tầm đấy cả xưa này bố keo để nhà luôn đấy con này là con bị chết à rồi chết rồi con được mới về mình một lần kia ghế nhiên này hôm trước cũng vẫn lên Zalo gửi cho truyền thấy đâu kiếm một cái gốc nữa hay được dạ, kiếm một cái bàn làm bằng gốc cây nữa đúng rồi đang nghiên cứu nhưng mà chưa có thời gian anh như tỷ em chào anh được vào đây vui luôn chào nhá đi chợ về không ăn còn say đâu á ăn là được ăn được say không do mình thôi ô thì cảm ấy à mày cứ đây mày tay bắt mà quẩy chi được kia là ngọn núi xe dạ đây là nhà bạn của mình này. Mọi người đang ngồi ăn lẩu quay phim tí nhà cây lán bạt đây là xóm mà nóng
Được rồi, quay làm gì nhiều thế? Quay thì cho vui. Quay thì vẫn quay cho vui, quay để xem. Không, không. Nếu mà anh yêu về món này thì hôm nào lên picnic ở trên núi kìa. Để cắm trại ở đấy, vui thôi. Anh được lên rồi. Lên á? À? Nhưng mà không quay. Quay à? Không đủ sức quay nữa luôn kìa. Đấy, cái nồi lồng này. Nồi lồng này chưa thấy bao giờ. Cái nơi tiện đi 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 picnic. Anh được có chứ? Ôi giời ơi, đầy quá. Cầm đuôi đi, tao tay vừa nói chuyện vừa đuôi đi. Nhưng mà rượu không còn từ nữa quá. Ốm rồi. Mày. Này anh em nhé. Sao lại đây? Máu. Này về nó cá lắm. Bây giờ cái tiết thứ hai. Thì cứ phước lâu nhớ chuyện ma này. Ồ, bắn thử biết được không? Bây giờ thì cầm con quả cắt như thế, cả những mít chứ vừa bắn ngắm như